Đặt mua sản phẩm quý khách vui lòng gọi 0932 728 317 để được tư vấn. Thomson Care, nhà thuốc online xin kính chào quý khách. Trên tay mình là sản phẩm viên dưỡng khớp từ Nhật Bản Libero Balance, bổ khớp từ sụn cá mập, glucosamin và collagen tái tạo sụn khớp. Libero Balance là loại dưỡng khớp được sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt và hiện đại, bao gồm các thành phần tối ưu nhất giúp khớp xương luôn được khỏe mạnh. Libero Balance được dùng cho người lớn trên 18 tuổi với liều khuyến cáo là 6 viên trên ngày, chia 3 lần sau ăn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý khách quan tâm về sản phẩm, vui lòng gọi tới hotline của Thomson Care 0932 728 317 để được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm. Trân trọng cảm ơn quý khách, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe.